Hôm qua thì cháu có nhận được là của hai chị Nguyệt Thúy là 7.500.000 là 25.000 và 100 là 61 đồng. Đây cháu gửi ông là 400 này, thêm đây là 100 nữa. Gửi ông là 2 ngày ông nhé. Vâng, chị ông xin nhé. Vâng, đây là bố của Quyết nhà, bố Quyết thì cũng một ngày à? Một người này. Đấy. Hai người này. Ba này. Đấy, bốn này. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì có thêm là hai người anh với lại em của cháu Lực là đi cùng cháu Lực để mà hỗ trợ cháu Lực là một chút công việc. Và trong thời gian tới thì cháu Lực có bận một chút công việc, thì nếu như là cháu Lực không có ở nhà thì anh Hiền với lại là em rể cháu Lực sẽ giúp cháu Lực là đi chia sẻ cái cũng như là đi cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu để mà đăng tải lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết là cái quá trình làm nhà của hai ông cháu hiện tại là tới đâu rồi. Đấy, còn xin giới thiệu với các bác là phía bên này là anh Hiền, còn bên này là em rể của cháu Lực cô bác ạ. Đấy, anh Hiền thì gửi một lời chào tới các bác anh Hiền nhé. Xong là anh giới thiệu về một chút bản thân của mình. Xin kính chào tất cả các quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị. Như em được vừa giới thiệu thì trong thời gian tới này em có công việc đi vắng thì trực tiếp cháu sẽ đích thân đi cập nhật cái tình hình cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn biết về tiến độ của hai nhà ông cháu. Thì anh giới thiệu về một chút bản thân của anh cho tất cả các cô bác là cùng biết được không anh? Được. Cháu tên là Hiển, cháu sinh năm 98, thì cháu cũng ở trên vùng cao Hà Giang, thì ở đây có rất nhiều hoàn cảnh, thì cũng muốn lan tỏa đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người cùng biết. Đấy, còn phía bên này là em rể của cháu Lực cô bác ạ. Thời gian này thì là em rể cháu Lực là đang nghỉ hè, cho nên là chưa đi dạy, thì có bảo là đi với cháu Lực để mà xem những cái những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Và trong thời gian tới thì nếu như là cháu Lực có bận ấy, thì là em rể của cháu Lực là cũng cùng anh Hiển để mà đi cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu cho tất cả cô bác. Thì em giới thiệu về một chút cái bản thân của mình cho tất cả cô, ông bà các bà. Cháu Sân xin kính chào cô chú anh chị, ông bà. Cháu tên Sân, cháu sinh năm 95. Công việc của cháu là đi giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh cho trường trung học phổ thông. Thì trong thời gian nghỉ hè này tôi không đi làm, tôi được ở nhà được hơn tháng, thì quá trình này cháu đi hỗ trợ và giúp anh Lực quay để lan tỏa những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn bên để các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ở đấy cũng rất là mong trong thời gian tới nếu mà cháu Lực đi vắng ấy, thì là anh Hiển với lại cháu rể của cháu Lực dẫn chương trình, thì có những cái thì là vẫn còn chưa có được là đúng, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ nhắc nhở thêm. Đấy, còn bây giờ thì hôm nay ba anh em mình sẽ đi xuống nhà của hai ông cháu đấy, và xem là cái tiến độ hôm nay mấy anh em thợ là vận chuyển xi tới đâu rồi, và xem là hai ông cháu cần gì để mà giúp thì là ba anh em mình sẽ làm. Đấy, bây giờ thì hai anh em đi trước đi, để em đi sau cho. Đây, con đường là hai ông cháu thì là phải đi xuống là đi phải đi rất là cẩn thận nhá. Đấy, tại vì là đường, con đường vừa rồi thì là anh với lại em xuống thì cũng đã nhìn thấy rồi. Con đường này thì thực sự là được nói đi rất là khó khăn, đặc biệt là những hôm trời mưa. Đây, phía trước mặt thì là anh em mà đội thợ với lại thêm là à, không đường bên kia. Anh em đội thợ với lại thêm là các chú, có lẽ là hôm nay các chú là ra giúp. Cháu không ạ? Thăm máy nào mấy ông? Buồn lắm nhỉ. Với xi lưng chuyển nào nào.
Các bác thì là không thể thiếu được những cái món thuốc lào này của bác này. Gắn bó với các bác chắc đâu đó là tầm độ là nửa cuộc đời rồi bác nhỉ? Hèn bây giờ tập trung chụp cái gì chiến được 2 chiến cây. Hôm nay 2 chiến cây rồi. Hôm nay nói với các bác thì là có một phần quà là gửi tới cho các bác. Đấy. Thì để một tí nữa các bác cùng cháu giúp cho hai ông cháu một tí nhá. Xong thì cháu gửi cái phần quà này sau bác nhá. Ông nhá. Vâng. Vâng, đây. Cháu đi xuống cái trước nhá. Chú chào chú Toán nhá. Đang làm gì chú? Đang tơi à? Vẫn biết là đang làm gì nhưng vẫn hỏi chú nhỉ. Anh Phòng à, đang bên dưới sắp hết chưa ạ, chú? Gần hết rồi. Gần hết à? 23 là tí độ tầm 30 phút là hết rồi nhỉ? Tầm 33 chắc là 30 phút nữa là hết. 33 là 30 phút à? Chắc là thế. Hôm nay thì có ai gặp tai nạn gì không đấy chị? Không. Không à? Ở thức phim hôm trước thì là các bác cũng biết là không may là anh Phòng bỏ cái ba xi ra của bác này, bị là cái bô ly kia nó bị kẹt tay. Đấy, rất là may là còn chưa có bị là nghiêm trọng mấy. Chứ không là tiến độ làm nhà của hai con cháu thì lại chậm hơn một chút rồi. Xi này thì phải nói là rất là bụi của bác ạ, xi ấy. Chú Phong có vẻ ngồi trên đấy, chú Toán có vẻ ngồi trên đấy hơi nhàn hơn nhỉ? Có bóng cây trên kia mát này. Các cô thì là... Toán ngồi đấy nhẹ hơn Toán ấy. Hai chị thì là do là không biết là điều khiển cái máy tời của bác ạ. Rồi, tốc độ tời rất là nhanh của bác này. Nếu mà để mà vác thì phải nói là rất là chậm đấy. Chị gửi một lời chào tới các bác chị nhỉ? Toát hết cả mồ hôi rồi nhưng mà vẫn phải chào. Xin chào các bác ạ. Rồi đấy, đến vợ của chú Toán này. Chào các ông, các bà, các cô dì, chú bác ạ. Mày hôm nay hai chị ra sớm không? Ra sớm mà. Ra sớm à? Ra từ 5 giờ đấy nhỉ? 7 giờ. À 7 giờ thôi à? Thế là thôi ba anh em mình đi xuống cái kia trước để mà xem là ông có việc gì để làm không để mà giúp ông nữa. Đúng rồi, đi đằng đấy. Thế lán làm chưa chú? Đang làm đúng không? Chắc chặt cây à? Đây có tấm bạt nào mà nó còn dư không để lấy luôn xuống đấy tí lập luôn chú? Có. Anh Hiền ơi. Anh Hiền ơi. Anh lấy bạt này đi luôn anh Hiền ơi. Có khi nào có cái đường nào mà vâng. Vâng. Nhưng mà cây đủ chưa? Đấy, chúng ấy chặt cây đủ chưa? Cây lá đấy. Chú sợ vào chặt sâu cây. À, hôm nay là các bác là ra hộ để mà làm lán nữa hả bác? Không biết rồi. Vâng. Thế tí bác cháu mình gặp nhau thôi bác nhá. Đây, anh Hiền cầm cái này đi. Lôi hết đi. Vâng, cây chắc không đủ đâu. Làm cái gì mà làm cái lán như kiểu là cái sạp để mình phơi thóc ấy. Xong là mấy nữa mình ngủ trên đấy. À, cho mấy anh em đợi thợ một chút. Này công nhận đường với cả địa thế nó dốc chứ. Hôm nọ là định lấy xe máy là vào đến tận đây này nhưng mà do là đào tảng đá cái không được. À. Thành ra là đi theo đường này luôn hay. Đúng rồi, đi theo đường này. Ở đây chỉ nó chỉ có một con đường xuống thôi. Có nghĩa là lúc đầu là đào được xe đào từ này nhá. Đường đây xe máy làm sao vào được này đường này. Không, nếu mà để xe máy vào đây. Bây giờ sân em vác được không? Vác luôn một cái cây kia đi. Thế để mà tí anh em mình đi xuống dưới là
làm một cái làm cái lán để cho mấy anh em thợ đội thợ là khi mà mấy nữa đi vào xây dựng là còn có chỗ nghỉ, chỗ ăn, nấu ăn, nấu uống. Ở đây thì là cháu được nhìn thấy là hôm nay là không có thêm là các bác gia hộ ông để mà làm lán này cô bác ạ. Không. Không đủ về không? Cây này thì có vẻ. À đây. Ông thì ở đây rồi. Anh nhìn này cho em mượn cái mic nhá. Vừa đi đâu về đây ông? Chặt cây kéo xuống đây. Chặt cây à? Để ông gửi một lời chào tới các bác đây ông. Vâng. Chào các bác các chị nhá. Hôm nay có thêm hàng xóm mà giúp bảo không? Vâng. À, đã giúp để mà làm dựng cái lán đúng không? Vâng. Vâng, thế thì ông ấy... Đây là... Sắp dựng được chưa ông? Chưa, ông vừa chặt cây chưa đến nhà. Vừa chặt cây chưa đến nhà à? Vâng. Hôm nay có nhiều người ra hộ không ông? Có mấy em về thì bị như nó giúp cắt cây đi mẹ. À có là, cây làm lá nè. À là cũng có người đang ở dưới rồi à? Vâng, dưới có. Đây ở phía trước thì là em Sân đang với lại là anh Hiền. Sân thì đang vác cây, còn anh Hiền thì đang là cầm bạt đi trước rồi cô bác ạ. Trong thời gian tới thì nếu như cháu Lực có đi vắng đấy cô bác, anh Hiệt với lại Sân thì sẽ cập nhật cái tiến độ mà làm nhà khoa ông cháu để mà chia sẻ lên cho tất cả các cô bác là cùng theo dõi. Hôm nọ thì cũng đi chặt cây về để mà dựng lán rồi các bác đấy, tuy nhiên là tại vì là cần nhiều quá, mấy anh em thợ là còn để hết giải ra kia để mà che cái dây dây tờ dây cáp kìa, thành ra lại hết. Hôm nay lại tiếp tục là đi chặt thêm. Hôm nay hàng xóm ăn rộn ra hộ sớm không hôm nay ấy? Có người vừa về, có người sắp chưa về. Ồ, con đường hôm qua khô đấy mà hôm nay lại ướt đấy nhở, không nhở? Chắc là hôm qua là ai vẫn, chắc hôm qua là vừa thả nước vào sao ấy, hôm nay thấy là ruộng là đầy hơn. Có chủ họ ông chú ấy về thả đấy. À hôm qua đấy khô đét rồi, hôm nay thấy ướt nhèm này. Chỗ này là ông tự chủ động là ra sửa ông nhá. Vác cây còn vác cây dài nữa chứ. Vác cây dài này thì đi con đường này đi rất là khó, các bác ở con đường này. Nhìn trong cái chỗ này là khu của ông ở cô bác rất là vắng, nhưng mà đến lúc mà có việc gì để làm ấy, cháu Lực nhìn thấy là có hàng xóm ra hộ và ra giúp đỡ rất là nhiệt tình. Và vừa rồi thì cháu Lực cũng nói với các bác ở trên kia đấy cô bác, thì cháu Lực xin phép được nói lại một chút cô bác nhé. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có nhận được một phần quà, tiếp tục lại nhận được một phần quà của hai chị là người Thúy dành tặng tới cho giới cho các cô các bác này, cũng như các anh hôm nọ là ra giúp đỡ cho hai ông cháu. Ô, sáng nay lấy được nhiều đấy ông nhỉ? Vâng. Hôm nay thì để mình làm lán hết rồi không? Làm lán hết đi. À. Mất 7 cây. À. Đấy. Chỗ này là thoải mái rồi ông nhỉ, chỗ này ấy? Ừ, thoải mái.
Nhưng mà bây giờ là ông phải chặt cây to cơ. Cái này là mình chỉ bổ ra để mình làm cái phản thôi. Vâng. Chặt đây luôn chứ ông? Vâng, chặt đây trước đó. Rồi, đi khó lắm. Nước kia ra không được rồi. À, cái tấm bạt này anh để đằng sau thì cũng được anh Hiển ạ. Ừ, đúng rồi. Để à. Gạch này thì đẹp một tí để cho nó xem là gọn gọn xong là xếp nó vào. Xong là dùng à. Cái này nó cũng kiểu đi lại với cả nó sợ nó va chạm. Đúng rồi anh. Vâng. Cái ớt của ông thì có vẻ như là chắc là không có con có khỏi rồi nhỉ? Không khỏi được. Đây là xe đây. Đúng rồi. Cũng là xe nhỏ, thanh niên này. Bác ra đây lâu chưa? Bác ra đây lâu chưa? Anh ra đây lâu chưa? Chưa đâu. Mày ở nhóm này ở nhà làm gì đấy? Nào, bây giờ thì chào con bà nào. Rồi, hôm nay mày ở nhà làm gì? Thưa anh, em ở nhà chơi. Thưa anh, em ở nhà chơi. Nói đi. Bảo thưa anh. Hả? Cái gì? Thưa bát là gì? À, rửa bát à? Thế rửa bát ở đâu? Chỉ cho chú xem nào đi. Rửa bát ở đâu? Chỉ cho chú xem nào. Xem đi, à. Bát nó rửa xem đi. Lâu, rửa thế nào, rửa bát đâu? Nhanh á. Nhanh cho chú đi. Rửa bát cháu. Thế bảo là biết ở nhà là rửa bát đây cô bác ạ. Thôi, rửa tên đâu? Cái Mạnh này thì là không san lạ với gì với lại em Sơn với lại thêm là anh Hiển nữa các bác ạ. Số nhà cháu Lực là khá là nhiều lần rồi. Ô, thế này là đây rửa bát đâu? Có rồi rửa bát chưa? À, có rồi à? Biết rửa bát chưa? Mạnh thì rất là giỏi, rất là ngon, cái gì cũng biết rồi. Dưới này là chuồng trâu à anh Lượn? Chỗ này á? Chỗ đây ông dựng tạm để mà làm chuồng trâu, chỗ chen lợn, chen gà ấy. Không biết, bây giờ anh em mình đi. Trâu này thì ông nuôi từ rất là lâu to đấy ông nhỉ, trâu này. Hôm qua cháu dặn ông bảo là hôm nay cháu xuống ấy, thì là cũng cầm theo một phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy gửi tới cho hàng xóm. Hôm nọ thì hàng xóm cũng nhiệt tình là ra giúp đỡ ông ấy, thì là cháu thấy là có một số có ít thôi, mà hôm nọ thì ra hộ đông người mà tầm độ 18 người đúng không? Vâng, một ngày có 18 người, 12 người, một ngày có 8 người. Vâng, thôi tí đi. Có cái quầy. Tí đi bây giờ là. Thế bây giờ trong quá trình là hai ông cháu mình đợi các cô ra nhận quà thì ông xem là có cái việc gì thì bảo là hai em ấy. Bảo là hai em ấy làm. Quyết nhà. Yeah. Tao là đàn à. Chúng ta ở bao khâu luôn nào mình nghe ở xuống được chứ tôi kiểu sao sao đâu chống lên chứ anh bây giờ thì lúc đầu thì định là dựng một cái lán ở đây này các bác này, đấy dựng lán ở đây nhưng mà cháu Lực nhìn thấy là dốc quá, thành ra là sẽ chuyển thốc là ra cái nhà nhỏ bên kia kìa, thành ra là để cho mấy anh em thợ lúc mà nghỉ ngơi thì sẽ mới để mấy anh em thợ là nghỉ ngơi trên này. Cái đấy đủ chưa anh Hiền? Mấy cái chậu đi chơi chứ mẹ bị bà nó thì thêm nó hút xấu chèo chứ mà.
có đi trái phải bảy sáu số sáu tám sáu có phải tám sáu đi chứ hẳn ông mà mai tao to lên được chưa chưa ông à ông to thì trái lên bảy sáu đi chứ hẳn cái một khẩu to lên hả. Đây ở đây thì bây giờ là các cô với lại các chú đang hộ để mà dựng lại thêm cái khu khu cái lán bên kia một chút cô bác ạ, xong là để thóc lên trên đấy. Thóc về nhớ nhẹ mà thóc về. Rồi, ở đây thì là đôi bạn thân này cô bác này. Em Quyết thì là năm nay cùng Mạnh là lên học lớp 1 rồi. Đấy, hai anh em là đi học là cùng đi cùng về. Hôm nay là cũng được Quyết ra hộ đấy nhờ. Phải không anh? Hả? Đi cá đi Cái cây là đi nhà anh Phòng chặt về đấy anh Phòng nhỉ? Đợt nọ thì cũng lên nhà anh Phòng lấy hết cả các bác ạ. Anh Phòng bảo là lên trên đấy chặt được bao nhiêu cây thì là cứ chặt. Bảo là anh Phòng cho không nữa đó cô bác ạ. Bây giờ thì trong lúc đang đợi là các bác hàng xóm ra. Bây giờ thì đang đợi các bác hàng xóm ra để mà nhận cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy. Thì nhờ các chú là để mà giúp cho ông chuyển hết cái những bát thóc này của bác này ra bên này. Xong mà để nhường lại cái phần lán bên kia. Làm lán cho mấy anh em thợ là lúc mà làm nghỉ ngơi thì là mệt ngủ đấy. Cũng như là làm chỗ ngủ của cho hai ông cháu buổi đêm nữa. Thôi qua anh ạ. Để đẩy lên một tí là được mà. Tí anh em mình đi lên trên nó khác biết lún xuống. Đấy. Cho nó thẳng đi anh. Đây đây. Ôi. Ôi anh cẩn thận nhá. Được được được, một tí nữa. Đấy đấy. Được chưa? Rồi. Cây bên đấy. Đấy bây giờ chóng ở bên kia một cây là chắc rồi. Chóng ở 5 tấn chấm rồi. Đi kia có phải chú anh đứa kia có phải bên này thì không cần đâu, bên này không cần đâu, bên này có hai cây to rồi. Mười mấy bao thóc luôn mà chứ không phải là hai mấy bao thóc đâu. Tạ đến tạ không? Mười mấy bao, mấy tạ. Mấy tạ? Ba tạ đấy. Ôi à? Mỗi bao tính rẻ rách 30 cân đi. Mười bao chảy ba tạ rồi à? Em nói bảo một tạ ấy, có nhiều đấy nhá. Anh ơi, là một tạ là hai cháu là không có đủ ăn rồi. Cái này xuống. Nó nhỏ lắm. Đi từ. Đây, ông bật kín không? Ông một lần như rồi lần gì? Lần nào mà chăn thả theo cách là ở rừng ăn toàn rau với cỏ mà. Còn thúi ạ. Đây là sâu ông này. Nó mà bảo thúi thấy nó
nó phình này, có cứ liếm đít liếm đi. Có cứ nữa. Liếm lại liếm. Bằng mà phì, bằng mà phì. Ấy nó căn à? Ở thay con mà, hôm nay. Thay con mà. Từ từ anh ra nhé để em xử lý cái này đây. Qua này. Nó sang nhầm cho ông pa lỏ. Cái đang không không đi cần nhầm pa. Đâu chỉ nấu cho. Cái nó cào hơi chửi nó nhầm. Sao cái cây vẫn dài sao ấy? Không dài thì mình lại đào nó xuống. Dài lắm ạ. Không như thế. Thế là cái xẻng đào ấy nhỉ? Nhanh hơn. Cái đấy hay hơn. Có khoảng có mọ cũng à. Mọ này. Mọ chưa chìm ạ. Vậy công việc của hôm nay mấy anh em mình làm là tiếp tục công việc gì anh Phong? Vẫn tiếp tục công việc tài xì à, anh gửi một lời chào tới các bác này, tí là quên đây nhỉ. Cháu chào các ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay là tới hết chưa anh? Một tí nữa. Không cần đến một hôm rồi nhỉ, em nhìn thấy là sắp hết rồi, trên kia còn đổ đâu đó tầm 1 tấn nữa thôi. Một tấn. Ừ. Ngày mai là tiến hành là chuẩn bị là vào đan sát được với anh nhỉ? Mai vào làm sát được. Rồi, đầu xuống bên đây. Có lẽ là bây giờ hàng chắc là các bác hàng xóm của nọ là ra hộ là cũng ra hết rồi anh nhỉ, bây giờ ấy anh chưa rõ được quân số nó như nào đấy nhá, nhưng chắc cũng ra được phần đông đủ. Vâng, ở đây thì là đây là có người là ra hộ là hai, có người là ra hộ là hai hôm cô bác ạ. Rồi. Bây giờ xếp thóc lên trên này được rồi anh nhỉ, bây giờ ấy. Ủa, hôm nay ra nhà anh Phòng chặt nhiều cây đấy anh Phòng nhỉ? Trên kia là còn nhiều á bác? Ủa, chỗ này chắc mua phải mất mấy trăm đấy. Vậy ông may mắn là được là anh Phòng là hỗ trợ về cái phần cây của bác này. Cây thì sau này có thể tận dụng cắt lại để mà làm cái phần là cây chống cửa hay là cây chống cửa sổ này kia nữa. Thông này nặng ấy, mỗi bao 40 cân. Và bây giờ thì các cô sẽ hộ là chuyển hết thóc ra cái chỗ mà lán bên kia của bác ạ. Xong là để cho mấy anh em thợ là nghỉ ngơi chỗ này của bác. Lóc vào chơi thì ông xếp ở đó, dưới tư. Bởi vì ta ở tâm nơi lẻ. Chúng ta có chơi chơi thì bỏ ra trong làng thôi. Bỏ. Cẩn thận nhá, xếp hết ra chỗ đầu của em lên sân ạ. Đấy. Nhìn là lâu cạc lộn đây à. Ở ngoài, nhìn về. Này Trương, cảm ơn lạc lên. Nên sáng lên cảm ơn xem mấy ông bố. Cảm ơn tiền tay vì tay dòng xí mà. Đấy, nhiều người quá là bây giờ phải di chuyển là bằng kiểu là nối tay nhau đâu bác ạ.
Đây, xếp ra sang bên này một tí nữa, để cái chỗ cho ông... Cái tên nó xong rồi. À, phá đây được mà. Hầu số quân lý chứ. Phá đây, cái tư dung nè. Yêu, để tao tắp à. Vật, cái này, tớ nó không gì mà. Ấm đi luôn ạ. Có cái lúc hắn nói. Hả? À, còn nữa, đưa khó mắn đi hôn nữa, rút chứ. Má đi hả, bên còn nữa, má đi hả, mắn đi hôn. Ủa, mà chèm giác nào thì... Năm giờ tới, bằng lẻ hết sao? Có bạc trong khâu nữa đấy. Tên chí. Đây bà nữa. Có thư, một sạch xong một bà đi. Đây này xem là... Hai thưa bác, thời tiết hiện tại thì khá là nắng rồi. Vừa rồi thì là các cô với lại các chú đúng đá hộ là ông chuyển hết thóc ra bên kia để mà máy nữa cho mấy anh em thợ là ngủ ở chỗ này của bác ạ. Đấy, bây giờ thì có lẽ là cho Lực Xế gửi tặng cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy dành tặng tới cho là hàng xóm hôm nọ là có hai hôm là ra giúp đỡ cho là hai ông cháu của bác ạ. Đủ người chơi bác nhỉ? Đủ người chơi bác? Đi chiêm đủ mà. Em của đây là đây à? Đủ chưa bác? Có mấy người, hai ba người. Đi làm nương không về được. Hai ba người làm nương không về được à? Ừ. Vâng, thế thì các chú các anh ra đây đi, nắng nắng một chút nhưng mà chịu khó một tí hộ em một tí. Anh Phòng thì là nhận rồi cô bác nhé. Này thưa cô bác, hôm trước thì cháu Lực có nhận được là hôm qua cháu Lực có nhận được là một cái khoản tiền của hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực gửi tặng cho là mấy bác, mấy cô, mấy chú cũng như là mấy anh là có gia hộ nhà hai ông cháu là vận chuyển vật liệu cô bác ạ. Đây, hôm qua thì cháu Lực có nhận được là của hai chị Nguyệt Thúy là 7.500.000 là 25.000 và 100 là 61 đồng và trong cái khoản này thì chị có bảo với cháu Lực rằng là gửi cho các cô là mỗi một ngày là 250, còn nếu như mà có cô với bác hay là các anh chị có ngày nào mà đi hai ngày thì sẽ là gửi là 500.000 cô bác ạ. Và số tiền còn lại thì là sẽ để tặng cho em Mìn. Đấy, nhưng mà hôm nay là em Mìn là em ấy không có xuống được cô bác. Đấy, trước tiên thì cháu Lực cũng xin thay mặt là ông với lại là tất cả các cô các bác gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng vàng của hai chị đã giúp đỡ cho ông Sò cũng như là các cô các bác là một chút. Hôm nọ thì có bao nhiêu người ra hộ ông? Hai ngày ấy. Hai ngày thì ông khó này. Không, nhưng mà cháu đang hỏi là hai ngày là có tổng hai ngày là hàng xóm ra giúp ông thì là bao nhiêu người ông? Tất cả hai ngày thì 18 người. Là 18 người đúng không? Vâng. Là trong đó thì có bác là có các bác là ra hộ là hai ngày đúng không? Vâng. Vâng, thế thì bác bên này trước đi, bác bên này là hộ bao nhiêu ngày hả? Một ngày à? Thế thì một ngày thì cháu gửi cho bác là 250.000 nhá. Cảm ơn ạ. Vâng. Đấy, còn anh hai ngày à? Ui, hai ngày thế thì là 500 ấy nhờ. Đây em gửi anh này, 400 nhá. Đây. Thêm 100 nữa. Đấy là 500 nhá, là hai ngày công của anh nhá. Đấy còn mẹ ở Quyết là mấy ngày ấy? Mẹ ở Quyết một ngày thôi à? Ngày hôm sau thì cháu được ghi hình là ngày hôm sau thì cháu Lực không ghi hình thì là mẹ của Quyết là mới về. Chị xin nhé. Dạ vâng. Thế còn chị làm bao nhiêu ngày đấy ông? Chị một ngày. Cũng một ngày à? Đây em gửi cho chị là 250 chị nhé. À, chị cảm ơn. Đấy, vâng. Ông cũng một ngày à? Vâng. Vâng. Đây, gửi cho ông bát phở nhá. Vâng. À. Anh ấy bao nhiêu ngày ông? Dạ. Một ngày à? Sáng nay nó. Đây. Vâng. Đấy, gửi cho chú tí về mua rượu chứ. Thấy là chú là buổi sáng này là có làm tí rượu nhỉ? Cảm ơn. Vâng. Bác là bao nhiêu ngày không? Một ngày à? Ông có hai ngày nhá. Hai ngày không? Đây, cháu gửi ông là 400 này, thêm đây là 100 nữa.
Vị ông là 2 ngày ông nhé. Vâng, chúc ông xin nhé. Vâng, đây là bố của Quyết nhỉ. Bố Quyết thì cũng 1 ngày à? Vâng. Đây em gửi anh này. Đấy, tí thì chắc là thể nào là cũng về túi của vợ thôi nhỉ, anh nhỉ. Biết ngày rồi. Bác là hộ mấy ngày ấy? 1 ngày. 1 ngày à? Đây cháu gửi ông, cháu gửi bác này. Vâng, bác làm mấy ngày bác? 1 ngày. Cũng 1 ngày à? Xin. Còn anh là mấy ngày anh? 1 ngày. Vâng, 1 ngày à? Là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Có 14 người thôi. Còn nhưng 2 người lúc nãy bảo nó lấy. Nếu không phải 2 người, 4 người nữa. 4 người nữa, ở đây mới có được 14. Thiếu 4 người à? Vâng. Thế hôm nay đi làm nương không về được ấy. Đi làm nương là không về được à? Ông thì hay gọi muộn có là đi làm à? Vâng, thế thì cái đấy thì cháu sẽ gửi cho ông nhá. Là 4 người đúng không? Vâng. 4 người này. Đây là 1 người này. Đấy. 2 người này. 3 này. Đấy, 4 này. Đấy. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 2 triệu này. 100 này, 2 này, 3 này, 4 này. À, 2 triệu rưỡi. Cái 2 triệu rưỡi này thì sẽ để cho em Mìn của bác nhá. Hôm nay thì em Mìn là em ấy không có đi được cùng với cháu Lực, thì là để lần sau thì cháu Lực sẽ gửi cho em Mìn sau của bác ạ. Vâng, đấy ông, cái này thì ông thay mặt là cháu là gửi nhá. Đấy, và ông thay mặt là các cô với các bác gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy. Ở đây thì khoản này là hai chị là Nguyệt Thúy là giúp đỡ. Tôi xin chào hai chị đã giúp được tôi và cung cho tôi. Anh em về giúp thì giả cung cho tôi, thì tôi rất xin cảm ơn hai chị Nhật Thí. Tôi xin cảm ơn nhá, tôi không biết nói nhiều. Hiện tại thì là thời tiết là nắng quá rồi cô bác ạ, thì cháu Lực xin phép là ghi hình tại đây thôi. Và hôm nay thì cháu Lực đã gửi là phần quà của hai chị là Nguyệt Thí tới cho các cô với lại các bác là ra giúp đỡ rồi. Có những cô thì là giúp 2 ngày và có những anh thì giúp 2 ngày, còn có những cô thì là sẽ giúp 1 ngày. Thế thì cháu thay mặt ông là cảm ơn các cô các bác nhá. Thay các chị nhá. Đấy, lần sau mà có công việc gì thì các cô lại ra giúp hai ông sò một chút nhá. Cảm ơn nhá. Ở đây là không phải là có tiền thì các bác mới ra giúp đâu các bác. Không có tiền thì các bác cũng ra giúp. Đó là cái tình làng như xóm, phải nói là khi mà các bác các cô là cũng ai cũng biết là hoàn cảnh của hai ông cháu thì người ta các bác cũng luôn luôn là sẵn lòng cả cô bác ạ. Đấy. Còn anh Phong thì ngồi ở kia thì nhìn nó nhá hôm nay ấy. Anh Phòng là hôm qua là có nhận rồi cô bác ạ, cũng nhận được là phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy. Đây có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, thì chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, rất là mong các bác sẽ ủng hộ thêm nhiều cho cháu Lực để mà cháu Lực có thêm động lực để mà đi chia sẻ những hoàn cảnh còn khó khăn. Cái quãng đường như thế nào cháu Lực sẽ không có ngần ngại gì cả các bác ạ. Mỗi lần mà đi nó sẽ là một cái bài học cho bản thân cháu Lực, cũng như là một bài học để cho cháu Lực là học được ra là nhiều thứ hơn. Và nói là cái công việc thiện nguyện này thì thứ nhất thì là cũng đem lại cho cháu Lực rất là nhiều cái lợi các bác ạ. Đấy, và có lẽ là sẽ phải nói lời chào tạm biệt các bác thôi các bác ạ. Nắng quá rồi. Đấy, để một tí nữa nghỉ ngơi xong là làm việc khác thôi các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.
Mm-hmm.